Campuchia đã đóng cửa tất cả các khu chợ ở thủ đô Phnom Penh từ ngày 24 tháng 4 sau khi toàn thành phố này bị phong tỏa để ngăn chặn đà lây nhiễm COVID-19, hãng tin Reuters cho hay. Phnom Penh đã bị phong tỏa từ ngày 15 tháng 4 và người dân bị cấm rời khỏi nhà, trừ khi đến cơ sở y tế. Một số quận ở thủ đô đã bị đánh dấu là vùng đỏ về nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Cuối ngày 23 tháng 4, Tòa thị chính Phnom Penh công bố lệnh đóng cửa tất cả các khu chợ từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 sau khi nhận thấy tình trạng lây nhiễm gia tăng tại các khu chợ. Các bảo vệ chợ và những người đầu mối hàng hóa được kêu gọi đi xét nghiệm COVID-19. Để cung cấp thực phẩm cho những người không thể rời khỏi nhà do lệnh phong tỏa, giới chức thành phố Phnom Penh đã hỗ trợ hàng nghìn gia đình, mỗi nhà 25 kg gạo, nước tương, nước mắm và cá hộp. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.